Kính thưa đồng chí Vũ Minh Hiếu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Lương Tài, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hà, phó bí thư tỉnh huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí là lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện Lương Tài. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban ngành của huyện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo hội doanh nhân trẻ các huyện thị thành phố, lãnh đạo hội doanh nhân trẻ huyện Lương Tài, cùng tất cả các quý vị đại biểu, bà con nhân dân huyện Lương Tài quý mến. Hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2018, tức là ngày 23 tháng 9 âm lịch, là ngày kỷ niệm của Đức Phật trở về sau 3 tháng thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi cho mẫu hậu là Hoàng hậu Maha Maya và chư thiên. Đây là một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày mà những người có hành động làm việc thiện nguyện để chăm lo bồi dưỡng cho thế hệ trẻ con em Lương Tài với chủ đề thắp sáng ước mơ, mang theo những khát vọng xây dựng quê hương Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Quý vị sẽ nhận được những cái nghiệp nhân mang lại những lợi ích cho quý vị gấp 10 triệu lần. Những người nào có tấm lòng từ thiện, nghĩa cử cao đẹp ngày hôm nay mang đến cho quê hương Lương Tài, cho con em Lương Tài những tình cảm yêu thương đều được chư Phật mười phương, chư Bồ Tát chứng giám. Bác Hồ lúc sinh thời thường căn dặn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương phải chăm lo vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người, bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ học, học nữa và học mãi. Chỉ có kiến thức khoa học hiện đại mới có thể giúp cho thoát nghèo, thoát khổ, thoát khỏi cảnh nghèo làn, lạc hậu, cổ hủ. Chỉ có kiến thức khoa học, công nghệ uyên bác và trí tuệ nhân tạo của thời đại cách mạng công nghệ 4.0 mới giải phóng quê hương thoát khỏi những cảnh nghèo làn, lạc hậu, ô nhiễm môi trường, mang lại những cái sự đói khổ, bất hạnh cho con người. Hôm nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Hanaka, Công ty Gốm sứ Long Phương kết hợp với huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện và Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với Hội Doanh nhân trẻ huyện Lương Tài tổ chức một chương trình nghệ thuật để chào mừng thành công Đại hội Quỹ khuyến tài khuyến học huyện Lương Tài, sau này sẽ trở thành Quỹ khuyến tài khuyến học Hàn Thuyên, mang tên danh nhân của quê hương Lương Tài ngàn năm về trí tuệ học vấn còn tỏa sáng muôn đời cho con cháu. Việc xây dựng một xã hội học tập để thắp sáng ước mơ, những khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ để mai sau dù làm đến ông gì, bà gì, có bao nhiêu tiền nhưng không quên được cội nguồn quê cha đất tổ, nơi quê hương ông bà đã sinh ra và nuôi mình lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn. Lương Tài là nơi mảnh đất nghìn xưa văn hiến, có rất nhiều những danh nhân, những nhà doanh nghiệp thành đạt và rất nhiều những người có tâm về xây dựng quê hương để Lương Tài thị trấn Thứa mãi mãi là đô thị phồn vinh trong lòng Bắc Ninh, để mãi mãi Lương Tài là nơi để thu hút rất nhiều các du khách, những doanh nghiệp, doanh nhân tài ba về Lương Tài đầu tư và là một địa chỉ hấp dẫn đối với du khách thập phương. Hôm nay, Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh mang theo chương trình nghệ thuật thắp sáng ước mơ
với những danh hài số một mọi thời đại Xuân Hinh, ông hoàng của dòng nhạc cải lương Việt Nam Kim Tử Long, Trung Tử Long, Hồng Hạnh, những danh ca huyền thoại của nhạc vàng muôn thuở Lương Gia Huy, Dương Ngọc Thái, Lâm Bảo Phi và rất nhiều những chàng trai trẻ nghệ thuật biểu diễn xiếc, biểu diễn hài, biểu diễn những chương trình đặc sắc về nhớ ơn cội nguồn quê hương đất nước, để đóng góp một phần nhỏ vào việc thắp sáng ước mơ, để nhắc nhở con cháu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, trung thành với Tổ quốc, hiếu đạo với Tổ tiên, hết lòng để xây dựng quê hương, xây dựng một xã hội học tập, hướng tới những điều thiện, làm nhiều việc tốt, để cuộc đời này mãi mãi chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội do Bác Hồ và Đảng ta sáng lập đem đến sự phồn vinh, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Một lần nữa, thay mặt cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, xin được chân thành cảm ơn lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Tài, tỉnh đoàn, huyện, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lương Tài và Hội Doanh nhân trẻ huyện Lương Tài đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, tập đoàn Hanaka, công ty gốm sứ Long Phương, tổ chức một chương trình nghệ thuật thắp sáng ước mơ chào mừng thành công đại hội khuyến tài khuyến học. Chương trình gây quỹ ý nghĩa này, nếu như tất cả các quý vị, bà con, những người có tâm với con em thế hệ trẻ nước Tài mai sau sẽ trở thành giường cột của quốc gia, trở thành những nhà lãnh tụ, những nhà lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của xã, là những doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt. Các cụ, không, các bà và các quý vị hãy dành những nghĩa cử cao đẹp. Đó là một ngân hàng. Ngân hàng này tích phúc, tích đức. Chỉ cần một đồng, một ly, một lai của quý vị thả vào cái quỹ khuyến tài, khuyến học của con em huyện Lương Tài. Điều đó, quý vị sẽ nhân lên sự phúc đức, sự ý nghĩa ngàn lần, triệu lần, 10 triệu lần, 100 triệu lần về những việc làm từ thiện và ý nghĩa của các quý vị trên cuộc đời này. Đấy là lời mà chư Phật và chư Thiên đã gửi trong cuốn kinh Pháp Hoa để gửi tặng cho quý vị, những ai mà muốn hướng thiện, muốn làm những việc thiện trong cái ngày vô cùng ý nghĩa mà Đức Phật đã đi thuyết pháp cho mẫu hậu và chư Thiên tại cung Đao Lợi của cửa trời trở về nhân gian. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn.